rụng lông hết 4.000 ngàn. Khủng khiếp các bác. Các bác xem đàn này lỗ bao tiền. Đàn này như chim bồ câu. Mình đoán đàn này khoảng tầm 50 ngày tuổi. 50 ngày tuổi như chim bồ câu. Hỏng hết đàn này. Đàn to nhất đàn này bị lây sang đàn này, lây sang đàn bên kia. Tổng lây 4 đàn. Hỏng. Tầm này nuôi không hề có cân. Mà kể cả giai đoạn lớn bị cũng không hề có cân luôn. Đây. Này nó rụng lông đến 90%, hơn 90%. Ruồng rất đẹp. Bên này là cũng quay hết lông. Ngăn mái này, có bao nhiêu ngăn mái này. Đây ngăn được. Này lấy đâu ra được 4 cân. Này lên xe chắc 3 cân rưỡi, 3 cân 7 là căng. Bên kia một đàn cũng quay lông nốt này. Đấy, chị vừa mới vào 1.500 thị phương, bắt đầu nhận hỗ trợ lại chị từ đàn này. Mình biết kế hoạch dụng lông, mình có kế hoạch phòng và điều trị tốt thì không bị đâu. Đàn to này là chị là có bao nhiêu con? 1.000 nửa đứng nửa cái hả chị? Cái bắn trước. À. Này chắc nuôi khoảng nửa tháng nữa mới bán được chứ. À, cứ nhặt con có lông bán trước đúng không? Con bán cho đỡ áp lực. Để cái đàn đang úm này cho lên. Đây là đàn bé nhất này. Đàn này vẫn còn những con không rụng lông đây. Đàn này chị vào bao nhiêu con? Cũng cứ 1.000 đúng không? Đàn này nó bao nhiêu ngày tuổi nó bắt đầu dính này chị? Ngoài 30 ngày đúng không? Bây giờ cũng phải 50 ngày rồi nhỉ? Bố thấy cái đàn xa xa kia nó phải 6-70 ngày rồi đấy nhỉ? Ôi giời. Thôi loại bỏ bớt, loại bỏ dần, loại bỏ hết. Bỏ hết giữ lại ít ít thôi. Này được cái đấy chị. À. Trời ơi sao cứ ăn xô thế. Ăn xô này bán vất lắm. Được được cái là cái bán nó dễ. Được này. Đó mà đã dụng như này xác định bỏ. Không nuôi nữa. Thà bỏ ngay bỏ hết đi. Vào lứa mới là ngon. Giống dụng lông rồi nó theo dây. Dính một đàn là nó lây hết sang cái đàn khác. Mình không có kế hoạch phòng điều trị bệnh tốt là hỏng. Bỏ. Con nào rụng lông là bỏ đi chị ạ. Bỏ. Kiếm ông nào ông... Ở đây ông ấy nuôi chó hay là nuôi chăn hay nuôi cái gì bỏ hết. Bỏ. Chỉ để những con nào còn lông, kể cả những cái con chị nhìn bé béo như này nó cũng không bao giờ lớn được đâu. Không bao giờ nó quá nổi đến 3 cân rưỡi đâu. Được, mái chả là quá 2 cân. Đấy còn con chỉ để con to đùng như này, con to ấy, còn nguyên lông ấy, để thế thôi. Em có nghĩ đàn này giữ được khoảng 200 thôi. Bỏ bỏ. Làm canh mới. Bỏ. Bỏ hết. Càng nuôi càng lỗ. Bắt đầu làm lại từ lứa này đây. Vừa làm 1.500 được thị phương. Làm kiểu chuồng úm dã chiến này. Không sợ đâu. Mình có kế hoạch phòng tốt thì không sợ đâu. Chết mất. Giới thiệu cho các bác là trại ngan lớn nhất tỉnh Thái Bình nhé. Trại này nằm ở Đông Hưng, Thái Bình. À lộn, Hưng Hà, Thái Bình. Xin lỗi các bác, Hưng Hà, Thái Bình. Thì tổng quy mô trại này đang là 5.500 con ngan đực. 5.500 con đực nhé. Đàn này hôm nay được 86 ngày, đang gọi thợ xuất này. Xô là 47-48 các bác nhé. Còn sơ bộ là 47-48 thôi. Khả năng có thể được hơn nữa. Đàn này thì tương đối hoàn hảo. Và hầu như anh chị nuôi tương đối hoàn hảo. Đàn nào cũng hoàn hảo lắm. Ở đây họ nuôi nhốt nhé. Nuôi nhốt 100% không thả. Đấy, cũng thiết kế là chuồng sàn là trữ nước này các bác. Ở dưới trữ nước này. Chỗ này không phải nuôi cá đâu. Không nuôi cá đâu. Mà trữ nước là để nó đỡ mùi.
đỡ mùi, và đặc biệt là 3-4 ngày mới rửa một lần chứ không phải là ngày nào cũng phải rửa. Đấy. Mùa này nuôi ngan đạt lắm, nuôi sướng lắm. Mỗi ngày anh vừa báo là 1.000 con như này mỗi ngày ăn 8 bao. Ăn được 8 bao thì vẫn lên cân nhá. Thế nhưng mà thôi bán dần thôi. Đó. Đây là đàn lớn nhất cho các bác tham quan tổng quy mô trang trại nhá. Ý, lộ được tài thật đấy. Đây là đàn tiếp theo này. Hai đàn này, anh nuôi vối, áp lực khủng khiếp lắm các bác. Trại kinh khủng lắm. Và tóm lại là chủ trại cũng chưa dậy đứa nào. Đứa này là lứa thứ 5 nhé. Để hỏi anh chủ là lứa thứ 5 để bán này. Đó, thiết kế để nuôi nhốt toàn bộ đang tư vấn cho anh chị là thả ra bớt ra ngoài đây. Chuồng bên ngoài có rất nhiều đất để thả ra ngoài. Đấy. Trời ơi, đẹp thật đấy. Đây, đẹp cực kỳ luôn các bác nhìn. Già lắm rồi. Này. Thích không các bác? Thích mắt không? Ở đây anh chị làm một cái đường ray để tời cám này các bác này. Hay lắm, đường ray này là đáng hỏi nhất trong những trại mình đi này. Chưa ai làm được cái đường ray như này. Nhà cơ khí làm rất là tốt. Đấy, còn ray còn uốn lượn luôn này. Cái này một lần chở được 8 bao này. Chở được 8 bao đây, bên này nữa nhá. Bên này là hai đàn. Đấy. Đây, sang cho bác xem. Đóng cái cửa này. Đóng cửa này. Đấy, thiết kế cái cửa hay, đúng là cơ khí, nhà làm được cơ khí này. Đấy, thiết kế cái cửa này. Đấy. Ok anh em. Đây, bên này đang là 1.500 đang úm. Con này là con R71 thuần chủng nhá. Mới đặt sang ngày thứ tư này các bác. Này, sang ngày thứ tư này. Đây, bác xem nhá. Đây. Úm thì các bác nên chia nhỏ ra nhé, úm được bằng rơm càng tốt, rất là ấm, đạt giữ nhiệt. Đàn này đang úm thì các bác lớn lớn quay cho bác xem. Cái đàn đang úm này là 1.500 nhé, con R71 thuần chủng. Con này đạt 5,5 cân, nuôi đến 84 ngày đạt 5,5 cân. 1.500 này. Còn đây là 2.000. 2.000 con này là 1.000 của Thụy Phương, 1.000 của Cẩm Bình. Đấy, thì nó bị chết với 100 con của Cẩm Bình, bây giờ còn 1.900 này các bác, 1.900. Cái chỗ này thì anh chị mới cơi thêm thôi. Mới cơi thêm. Đấy, cũng làm một cái đường ray tời cá này các bạn đây. Đường ray này thẳng sang bên kia luôn. Đấy, thẳng sang bên kia luôn. Đường ray đấy còn vòng vòng rồi. Hay không các bác? Đây. Tóm lại là hiện tại đây là trại quy mô lớn nhất ở Thái Bình. Thái Bình, Hưng Hà các bác nhé. Anh em mình cũng có cơ hội giao lưu đồng hành anh chị từ đầu đến giờ. Đầu tiên làm thấy vui thôi. Bây giờ thì kinh khủng khiếp. Lên một trong những trại to nhất miền Bắc. Thế bây giờ bây giờ nói một quy mô là hơn 5.000 được như này thì rất là hiếm. Các trại miền Bắc đếm trên đầu ngón tay. Đếm trên đầu ngón tay. Cái này là chị mấy ngày rửa một lần? 3 ngày. 3 ngày à? Đen xi này. 3 ngày thứ 3 đấy. Được, cái này chị lừa đến ngày thứ 7 vẫn được mà. Không sao đâu. Đỡ công hơn. Đỡ hơi để nó vẫn đấy. Chỗ này cái bất lợi của mình lại làm cái bể làm phía này thì lại không thả ra ngoài được. Đấy, làm bể phía kia thì lại thả ra ngoài được, cái bể phía này không thả được. Chặt quá, chặt quá. Chỗ này em chỉ được 300 mét chị nhở? 300. 300 à? Y vừa rồi mới chặt nhỉ. Em thấy anh quay đây em thấy khiếp quá luôn. Quá sợ luôn, 300 nhét 2.000. Nhét chính cái đàn đang bán này với đàn kia. Rồi. Đấy, đây gọi là làm ăn được, bắt đầu nâng quy mô đấy. Khiếp đấy. Được. Xem ở cái chuồng trước luôn sao được? Cái chuồng trước là chỉ là chuồng úm thôi đúng không? Đấy. Thế mà cái chuồng trong kia thì chị lại không làm cái gì? Thế là chị sẽ đưa ra cái chuồng là chị làm úm. Là trước là cái chỗ này cũng cơi ra chứ trước có chỗ này đâu? Không, có vẫn thế mà. Chỗ này mình thiết kế nó ra ngoài ở ngoài luôn đúng không? Sân chơi ra ngoài luôn. Chỗ này rộng đấy, chỗ này phải đến hơn 300 mét ạ nhỉ? 300. 300 tất tật à? Trong khi làm chuồng úm à? Đấy, thì rồi, lưới nhựa xanh. Lưới nhựa xanh đúng không? Cho vào đây. Đúng rồi, giải cái này xong rồi giải lưới xanh lên á. Thực ra là cũng được. Cái này hôm mai ngan về đúng không? Thế chị úm ngan ở đâu? Đấy, úm ở đấy, mai chị làm xong cái chỗ này mà. Em biết rồi, nhưng mà úm tất cả 2.000 vào đây á? Không, chỗ này chỉ 1.000 thôi chứ. 1.000 thôi à?
Chỗ này của chị có tưới mái không? Không thì chị mua lưới đen về căng nhé. Lưới đen về căng từ tầng này xuống là cho đỡ nóng. Căng ngang lưới đen luôn, căng hai lớp lưới đen trong cái khu này thôi. Là vì nó đỡ nóng lắm, chị đứng đây nóng. Nó ban ngày nhiệt độ toàn ba mấy độ mà. Thì thấp. Nhà chị đây đang mua cái kia để thay cái mái này nó. Mái này thay hết. Thay bằng để lại để sau này nhà chị mà đến mùa khô chị lắp cái thùng sau thì chị sẽ xây một cái thùng mà. Cái mái tạm thời để đây chứ bỏ đây làm gì? Tạm thời vẫn để. Không, hạ tháo. Tháo. Mái mới. Thay mái mới bằng mái gì? Cũng mái như thế này nhưng nó cao hơn, nó rộng hơn chứ em. À. Hẳn ra ngoài đây cơ mà. À nghĩa là làm cao lên gì? Ừ, thế tạm thời thì... chưa có điều kiện thì cứ để yên đây, nhưng mà làm một thể chứ. Không, nhưng nghe bởi thế đằng này nó nắng. À. Thế à. Sẽ làm mái đến đây. Rồi cái khu này của chị nhá, bây giờ chị phải làm bạt, bạt trần bằng bạt, bạt trần bằng lưới đen cũng được, bạt trần bằng bạt cũng được. Phải có bạt trần nhá. Nóng lắm không chống được, nóng lắm. Làm phải có bạt trần. Nóng không chống được. Ban ngày thì thôi, ban ngày ban đêm ui chỗ này trầm nhiều thế, chỗ này trầm ác. Này 50 phân một đường à? Này làm 70 cũng được, 50 này dày quá. Đây 50 phân, thông thường là khoảng 70 phân một bước đi. Đây là khoảng 50 phân. Thế là dày à? Hơi dày, càng tốt đi. Không nhưng mà cũng tốt thì cũng là dày càng tốt đi. 50 phân. Vâng, thì cơ bản là chân chị hơi ngắn, bước của chị là bước 50. Bước em bước 70. À. Gọi chị là 100% mà nhốt đúng không? Chỗ này nó cao được như này nó cũng mát này. Mát chị sẽ làm cái mái kia như mái này mà. Cái nào không làm cột nữa mà làm cột sắt cho nó nhanh. Cột sắt cho nó nhanh, như là thoáng luôn. Cột này là cần gì của mình cứ chịu được lắm đâu. Tời đến cuối thì được. Tời thẳng đúng không? Ừ. Đấy, tời thẳng luôn. Ừ, giá rồi. Không phải bê bưng vác nữa, ngày trước là phải bưng vác. À, à đây. À, cái này làm cái ống ống này ống 36. Ở trên này cái tít. À. Ơ làm này nhàn hơn là cái song của cái làm nhàn hơn là cái dây. Cái dây. À cũng được. Đấy, đấy cũng được. Quả này sao em phải học. Nhàn hơn đúng không? Nhàn hơn của những cái tời kia. Nhàn lắm. Nhưng mà thế bảo làm thế này thì đi được cái chỗ phụ phẩm này. Ừ. Đây, các bạn là đi được. Đi thẳng đúng không? Bình thường dây thẳng với dây mình uốn được đúng không? Được quả kỹ sư thiết kế tốt đấy. Khét đâu anh không? Khét không? Không, khét đúng là kỹ sư thật đấy. Kỹ sư mới khét được. Vừa không làm đâu. Kỹ sư mới làm được quả này. Người thường không làm được. Mình có tả họ cũng không làm. Đây tự mình cũng không làm. Người ta làm rồi hoặc người ta các bạn người ta làm giỏi. Rồi giỏi đấy. Làm quả này được đấy. Một khỏe lắm, làm này khỏe này. Nhưng mà cái này phải đi uốn chứ tự mình uốn thật được. Phải đi uốn em. Đấy nó bảo chị là đi ở nhà đi uống cho em cái vòng sắt khi cấp tốc cho rơm mà không là là bị lạnh đấy. Mùa này thế thua nó chênh lệch nhiệt độ áp, ban ngày ban đêm chênh lệch áp. Còn 4 bóng này đủ không? Đấy, mình chia ra làm 250 một ô. Đấy chỉ có 3 ngày đầu thôi. Tổng trại là đang 5.500 được các bạn, 5.500 được. Đây 2.000 rưỡi là 3.500 rồi. 2.000 kia nữa. Tay to nhất miền Bắc à? To sâu quá em rồi. À, được. 3-4 bữa nữa về chơi nó hợp lý. Hơi khó là vì có ngan rồi.